Thì thầy như có bất bản mẹ, bố sẽ đi chừng rồi này, đi tập hôn tên là sư mỏi đâu, chúng mẹ tập hôn xong hôm nay, kì tên là sợ lên đây. Thế, ai kẻ này, mít rồi rồi mà khảo, cầm mít rồi tận tạng cho bố tên đây, sư bố gói nghe, nên bố ấy lấy dẻo không? Rồi, bố chờ có bất bản lãn rồi đấy. Bố ấy mô bị thiệt lão rồi sao? Nhìn đến cái sao không? Xong à? Xong rồi xong rồi thôi. Một nhé con xong lâu nữa chứ. Và em có là trê cái lề này không ai có xôi chấm lề này xôi chấm nó có gì? Hết tinh đi à? Hết tinh nó xấu nữa chứ. Đi suy lưỡng gan mày.